Hey, xin chào các bạn quay trở lại với channel của Tùng nha. Ngày hôm nay thì mình có một chút săn rảnh, dẫn cô công chúa của mình đi chơi. Đây, công chúa nhà mình đây. Và tiện thế đây thì dẫn các bạn tham quan một nơi khá là nổi tiếng ở Sầm Sơn. Nơi này thì 100% du khách khi đến Sầm Sơn đều phải lên trên này để check in. Và nơi đó là gì thì hãy theo chân Tùng đi nha. Gái ơi, đi nào đi gái. Sao chỗ này đây hả? Đây các bác, công chúa nhà mình đây. Và hôm nay thì mình cho công chúa lên trên khu vực núi Trường Lệ, một địa điểm du lịch khá nổi tiếng tại địa điểm du lịch Sầm Sơn. Mới đầu thì cô công chúa này khá là rụt rè, không muốn lên vì chưa lên lần nào. Và đây là lần đầu tiên của công chúa của mình lên. Đấy, các bạn thấy à, nghịch chưa? Đấy, cứ dáng gì đấy con. Ok, không để các bạn chờ lâu thì mình sẽ đi vào trọng tâm của video này. Đây, các bạn thấy núi non trùng trùng đẹp đẹp không? Từng viên đá lớn, viên đá nhỏ đè lên nhau. Đây là một địa điểm khá là nổi tiếng ở Sầm Sơn. Nơi này là một khu check-in khá là xịn sò đây các bạn. Đấy, gái mình là mẫu đây. Gì cái thế con? Để xuống đi, xuống đi, đây không là nơi nào khác, một nơi check-in khá là nổi tiếng ở Sầm Sơn, thuộc địa phận Trường Sơn, nằm trên hòn núi Trường Lệ. Thì các bạn đi Sầm Sơn thì cũng đã biết đây là một nơi khá là nổi tiếng này, với hai hòn đá nằm sát nhau trồng lên một phiến đá to ở giữa. Lại tay bố cầm bố nào. Giờ tí tí bố thổi cho, tí bố thổi cho. Alo. Chị nơi này là một người quan mạc. Rồi. Đây các bác nha, đây là cái khu đằng sau, khu hòn chống mái. Khu này thì có nhiều cái phiến đá rất là đẹp. Đây là những phiến đá như thế này. Các bác có thể lên trên này, các bác check in ngoài cái hòn chống mái ra. Rất là đẹp, sạch sẽ.
Thế thì sao nó có tôi thôi chứ? Không chờ đâu. Đấy không chờ đâu. Chạy mua đi. Đây khoảng thế này đừng không phải thử đâu nha. Đây đẹp chưa? Đây này cháu phải cầm cháu lắc cái gì này. Lắc mạnh là được. Anh đẹp lên là cho bố chụp ảnh đây. Lắc đi. Đẹp chưa nào đi bà. À, chấm cho mà lắc nào. Này lắc đi, lắc mạnh. Đẹp chưa? Cho tiền bà đi. Cho tiền bà đi. Xin tiền của bố đi. Đưa bà lắc. Đưa bà nắp lại. Đưa bà lắc lại chưa? Này cháu cũng mở. Cháu lấy cái này hay là cái xanh? Này. Để cái này. Này. Đấy. Quân là nhà. Quân gì bán thịt ở dưới chợ đó. Hắn ngồi đây mãi ăn vô. Trời ơi, bà này bà đây. Bà tôi đang nói đẹp quá, kiếm được ăn là ngược, chứ không kiếm được ăn thì bà lấy đây.